Thưa quý vị, sau trận Croatia thắng Nhật Bản, sau loạt đá luân lưu ở vòng 16 đội World Cup 2022, Croatia 24 Sata đã dẫn lời huấn luyện viên trưởng Croatia, ông Dalic. Nhật Bản đã nghĩ trận đấu kiểu gì cũng ngã ngũ một khi họ dẫn trước. Họ cho rằng được gặp Croatia ở vòng 1/8 là quá thuận lợi. Nhưng đừng bao giờ xem thường Croatia. Khi ai đó xem thường chúng tôi, họ sớm muộn cũng sẽ phải hối tiếc. Croatia có thể không mạnh, nhưng luôn giữ vững niềm tin và chiến đấu tới cùng. Đừng bao giờ đánh giá thấp Croatia. Chúng tôi có thể thủng lưới trước giờ nghỉ, điều đã lâu không xảy ra, nhưng các cầu thủ lấy lại tinh thần và có một trận đấu tuyệt vời trước đội đã đánh bại Đức và Tây Ban Nha. Nhật Bản mở tỷ số ở phút 43 nhờ công của tiền đạo Daizemeda, nhưng Ivan Perisic đánh đầu gỡ hòa cho Croatia ở phút 55. Hai đội không ghi thêm bàn cho đến hiệp phụ và phải đá thêm luân lưu phân thắng bại. Thành công 3 cú sút luân lưu của Minamino, Mitoma và Yoshida giúp Croatia thắng 3-1 và vào tứ kết gặp Brazil. Đối thủ của Croatia ở vòng tứ kết là Brazil, là đội giành chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc. Ông Dalic nói thêm, Croatia sẽ tiếp tục giấc mơ. Tập thể này kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc. Một thế hệ cầu thủ Croatia mới, có 18 người không tham dự World Cup 2018 ở Nga. Đây là cơ hội để cả đội làm nên lịch sử. Cân nhắc, đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic đã toàn thắng trong các trận đấu phải đá hiệp phụ ở World Cup 2018. Đó là chiến thắng Đan Mạch vòng 1/8 và Nga tứ kết trong loạt đá phạt đền, đánh bại Anh ở bán kết trong thời gian hiệp phụ. Đây là lần thứ 3 Croatia vào tứ kết World Cup sau năm 1998 và năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 1/8 của World Cup 2022, đội tuyển Croatia đã giành chiến thắng đầy kịch tính trước Nhật Bản sau loạt sút luân lưu. Người sao sáng nhất của Croatia chắc chắn là thủ thành Dominic Livakovic khi anh có màn trình diễn xuất sắc tại loạt sút cân não này. Thủ môn Dominic Livakovic đã cản phá các cú sút của Mitoma, Minamino và Yoshida, có công lớn giúp đại diện của châu Âu giành chiến thắng 3-1 trên chấm luân lưu. Thủ môn thuộc biên chế của Dinamo Zagreb trở thành thủ môn thứ 3 thực hiện thành công 3 pha cứu thua trong một loạt sút luân lưu tại World Cup sau Ricardo của Bồ Đào Nha năm 2006 và Subasic của Croatia năm 2018. Trong suốt sự nghiệp của mình, thủ thành 27 tuổi từng cản phá thành công 14 quả penalty sau 55 lần đối mặt, bao gồm cả đá phạt 11m và loạt sút luân lưu. Ngoài ra, tại các vòng chung kết của World Cup gần đây có một thống kê thú vị. Theo Opta, trong 6 loạt sút luân lưu gần nhất tại World Cup, các đội thực hiện sau đều giành chiến thắng. Với sự tỏa sáng của thủ thành Livakovic, Croatia giành quyền vào chơi trận tứ kết, đối thủ của họ sẽ là đội tuyển Brazil. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất Mundo Deportivo dẫn lại phát biểu của ông Fernando Santos, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha tại buổi họp báo trước trận gặp Thụy Sĩ vòng 1/16 World Cup. Khi được hỏi về thái độ của Ronaldo sau khi được thay ra ở trận đấu với Hàn Quốc hôm 2 tháng 12, ông đã chia sẻ như sau. Trên sân tôi không biết Cristiano Ronaldo đã làm và nói gì, nhưng khi xem lại tình huống trên truyền hình, tôi thực sự không thích hành động đó chút nào. Mọi việc đã được xử lý trong phòng thay đồ, sau đó tất cả sẽ lại tập trung cho trận đấu tiếp theo. Khi được hỏi về khả năng đá chính của Ronaldo trong trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/16 đội, huấn luyện viên Santos cho biết. Tôi chỉ đưa ra đội hình ngay trước khi trận đấu diễn ra, đây là thói quen chưa bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, rõ ràng thì người Bồ Đào Nha, huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha đã không hài lòng với hành động của cậu học trò sinh năm 1985. Ống kính thì cũng đã bắt kịp quay lại khoảnh khắc Ronaldo tỏ thái độ hậm hực khi bị thay ra. Anh đã ném chai nước xuống mặt đất và ngồi xuống ghế với khuôn mặt khá là khó chịu. Và có thể hiểu rằng chủ nhân của 5 quả bóng vàng không thể hài lòng với quyết định khi mà người thầy không thấy được cái khát khao thi đấu của anh chàng CR7 và anh rất muốn cống hiến cho World Cup năm nay. Vâng ạ, tại World Cup 2022 thì Ronaldo cũng mới ghi một bàn và đó là cú phạt đền vào lưới của Ghana và sau đó thì anh cũng đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn, thậm chí là mắc lỗi khiến cho đội nhà đã thua Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng. Vừa qua thì Ronaldo còn trở thành cầu thủ châu duy nhất bị điền vào đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup theo đánh giá của tờ SofaScore. Và ở cuộc bầu chọn trên Abola thì có tới 70% người hâm mộ không muốn Ronaldo đá chính trong trận gặp Thụy Sĩ. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 1/8 của World Cup 2022, đội tuyển Brazil đã có chiến thắng hủy diệt trước đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 4-1. Qua đó, Seleção đã giành quyền vào vòng tứ kết. Ở trận đấu này, Neymar đã trở lại đá chính sau chấn thương. Có lẽ điều này đã thúc đẩy các cầu thủ Brazil thi đấu thăng hoa. Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng áo vàng đã chủ động tấn công. Kết quả được thể hiện qua bàn thắng từ rất sớm của Vinicius Junior. Chỉ 6 phút sau,
Brazil được hưởng quả penalty sau khi Kim Mun Hoan phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm. Trong ngày trở lại, Neymar đã không từ chối món quà này. Dường như Hàn Quốc đã vỡ trận sau hai bàn thua từ rất sớm. Brazil tiếp tục tấn công dồn dập và có thêm hai bàn thắng nữa của Richarlison và Lucas Paqueta ở những phút 29 và 36. Với 4 bàn dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Tite đã chơi chậm lại trong hiệp 2. Hàn Quốc chỉ có một bàn danh dự khi Seung Ho thực hiện một siêu phẩm ở phút thứ 76. Với chiến thắng này, Brazil đã giành quyền vào vòng tứ kết và sẽ chạm trán với Croatia. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 1/8 World Cup 2022, đội tuyển Brazil đã có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 4-1. Trong thắng lợi này, tiền đạo Neymar đóng góp một pha lập công, còn đó số 10 của Seleção đang tiến rất gần tới kỷ lục của vua bóng đá Pelé. Sau khi về nghỉ thi đấu tới hai trận vì chấn thương ở trận khai màn với Serbia, huấn luyện viên Tite đã quyết định điền tên Neymar vào đội hình xuất phát với Hàn Quốc tại vòng 1/8 của World Cup 2022. Siêu sao thuộc biên chế của Paris Saint-Germain đã có đóng góp lớn trong lối chơi chung của cả đội. Anh còn giành riêng cho mình một bàn thắng với tình huống xuất phạt đền thành công ở phút thứ 13. Với pha lập công này, số 10 của Brazil đã có 76 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Và chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa, ngôi sao sinh năm 1992 sẽ cân bằng thành tích ghi bàn cho đội tuyển Brazil của vua bóng đá Pelé, người đã ghi 77 bàn thắng qua 92 lần ra sân cho Seleção. Ngoài ra, bàn thắng vào lưới của Hàn Quốc cũng là lần đầu tiên Neymar ghi bàn tại World Cup năm nay. Trước đó, cầu thủ 30 tuổi đã ghi 4 bàn tại World Cup 2014, 4 năm sau trên đất Nga, anh cũng có thêm 2 bàn thắng nữa. Thắng lợi thuyết phục trước Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Brazil có tấm vé vào vòng tứ kết. Đối thủ của Neymar và các đồng đội là đội tuyển Croatia. Với phong độ ấn tượng như hiện tại, người hâm mộ Seleção đặt niềm tin lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Tite về chiếc cúp vàng lần thứ 6 trong lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, sân vận động 974, con số mang ý nghĩa mã vùng quốc tế của nước chủ nhà Qatar sau khi được tổ chức tổng cộng 7 trận đấu, với trận cuối cùng của vòng bảng giữa Brazil và Hàn Quốc sẽ được phá dỡ. Theo hãng tin Financial Times, sân vận động 974 ở Rabu Abud, thủ đô Doha, nằm trong số 7 sân vận động được Qatar xây mới để phục vụ tổ chức World Cup 2022. Có số lượng lớn các sân vận động, nhưng Qatar chỉ có dân số 2,6 triệu người, làm dấy lên những lo ngại liệu Qatar có thực sự cần nhiều sân vận động lớn sau giải đấu. Liệu những sân vận động này có bị bỏ hoang như đã từng xảy ra sau các kỳ World Cup trước đây ở Nam Phi, Brazil và Nga? Sân vận động 974 được thiết kế để xóa bỏ những lo ngại này. Bên cạnh ý nghĩa con số mang mã vùng quốc tế Qatar, 974 cũng là con số container tái chế được sử dụng để xây dựng sân vận động đặc biệt này. Vậy số phận của 974 chiếc container sẽ như thế nào? Nếu Uruguay giành quyền đăng cai World Cup 2030, toàn bộ thiết bị để tạo nên kết cấu thép vững chắc cho sân 974 sẽ được tặng lại cho quốc gia Nam Mỹ. Sân 974 sẽ được hồi sinh, có thể bằng một cái tên khác, ở một quốc gia khác. Nhiều chuyên gia đã khen ngợi thiết kế của 974. Ông Karim Enzendi, Viện Nghiên cứu Chatham House của Anh nhận định, thiết kế để có thể tháo dỡ là một trong những nguyên lý chính của xây dựng bền vững. Điều này tạo điều kiện cho phục hồi địa điểm xây dựng như trước hoặc tái sử dụng cho mục đích khác.